Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Rocket2P nha. Hôm qua thì phía kênh Riot Kingdom Việt Nam ở trên Facebook ấy, họ cũng đã post cái hình về con Herman P rồi. Đó, vẫn không thấy con tướng Rally đâu các bạn. Nhưng mà con Herman này thì được tất cả các kênh đẩy khá là nhiều. Đó, tuy nhiên thì trong cái bộ skill chính thức của Việt Nam ấy, với lại tiếng Anh thì nó lại có khác một chút so với cái bộ skill mà hôm qua mình có cho anh em xem nha. Thì nó tới từ cái chiêu 1 nha các bạn. Đó, ở cái phiên bản Việt Nam này thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là từng cấp của vị tướng này là nó cộng bao nhiêu chỉ số này, tăng bao nhiêu đam. Thì cái thay đổi ở cái phiên bản tiếng Trung ấy, đó là ở phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt thì các bạn sẽ chỉ được có 2 cộng dồn thay vì 3 cộng dồn ở bản tiếng Trung mà thôi. Thì cái này mình nghe nói ấy, là bản tiếng Trung là người ta ghi nhầm các bạn. Đó, đây là cái bản Việt Nam với bản tiếng Anh mới là chính xác nha. Có nghĩa là cái skill 1 khu rừng đọa thần của Herman ấy, các bạn sẽ chỉ có khả năng là tích 2 stack độc đối với mỗi mục tiêu bị trúng skill mà thôi. Như vậy thì một cái skill 1 như thế này các bạn có thể tích tối đa là 3 mục tiêu nhân cho 2 là bằng 6 tầng stack độc nha. Và điều này nó có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của Herman rất là nhiều luôn. Ngoài ra ở đây thì các bạn cũng được thấy rõ thêm là cấp độ kỹ năng của vị tướng này thì cấp độ 1 là 1200 dam và cấp độ tối đa là 2000 dam. Đến với cái skill thứ hai thì mình thấy cũng không có thay đổi gì. Các bạn cũng được thấy là cấp độ đầu tiên là 5% này và cấp độ cuối là 20%. Ngoài ra thì ở đây ấy, nó có nói rõ thêm một cái nữa là các bạn sẽ được tăng 5%, à không phải được tăng mà là bị tăng 5% sát thương hứng chịu từ kỵ binh và các bạn gây ra thêm 5% sát thương cho bộ binh. Nó cái chiêu đức này thì nó cũng không có gọi là thay đổi cái gì nhá. Tuy nhiên thì cái tên skill này nghe nó hơi buồn cười nhờ. Skill lại tên cứ mỗi là đức. Tiếp đó là ảo ảnh khoai ma thì cũng không có thay đổi gì. Và cuối cùng là cái thừa dịp truy kích. Đó, cái này thì ở đây các bạn có thể thấy là game nó vẫn ghi là 25 lượt cộng dồn trúng độc nhá. Thì đến thời điểm hiện tại ấy, sau khi mình cũng tham khảo ý kiến của anh em kênh chat với lại tìm hiểu ấy, thì mình nghĩ là cái skill này nó sẽ kích hoạt khi mà con Herman của các bạn ấy có thể gây được 25 tầng độc lên những cái đội quân ở ngoài bản đồ. Thì có lẽ là game nó sẽ tính toán bằng một cái cách nào đó đúng không? Chứ còn mình thấy có một số bạn bình luận là một mục tiêu mà nhận tới 25 tầng độc ấy, thì mình đang nghĩ là 25 mà nhân với 3% sát thương kỹ năng nhận vào, đó lên 75% sát thương kỹ năng thì chắc một lượt swarm thì boss chắc cũng bay màu rồi anh em. Nên mình ở trường hợp đấy khó lắm. Thì ở đây ấy, chúng ta hãy cùng xem lại một chút về chiêu 1 nha. Tại chiêu 1 nó thay đổi kiểu này thì nó cũng khá là ảnh hưởng đến sức mạnh của Herman. Chưa chắc là có lúc nào các bạn cũng bắn trúng 3 mục tiêu, nhưng mình cứ cho là 3 mục tiêu là 6. Sau các bạn đến với chiêu ảo ảnh khoai ma này nữa, cũng là 3 mục tiêu là 6. Như vậy thì trung bình một cái chu kỳ ra skill đúng không, thì các bạn sẽ tích được đâu đó tầm khoảng 12 tầng. Chiêu ảo ảnh khoai ma này ấy, thực ra xác suất của nó 10% thì khá là thấp, nên là mình cứ tính trung bình là 10 giây các bạn ra chiêu được một lần nha. Thực ra cái chiêu này hồi chiêu có 3 giây nhưng mà cái tỷ lệ kích hoạt của nó rất là thấp. Đó thì như vậy các bạn có thể thấy là với một chu kỳ nếu mà được 12 tầng thì như vậy với hai chu kỳ ra skill các bạn mới được 24 tầng. Và như vậy thì đến cái chu kỳ ra skill thứ 3 các bạn mới đủ 25 tầng nếu mà các bạn chỉ sử dụng một bình Herman mà thôi. Nhưng mà ở đây các bạn cũng có thể thấy là ngay ở trong cái bộ skill của con Herman này ấy, cũng đã nêu rõ là cái hiệu ứng trúng độc của con Tomiris cũng là cái hiệu ứng trúng độc của Herman luôn. Thì như vậy mình đang nghĩ là thứ nhất là các bạn kẹp Tomiris với Herman ấy, các bạn sẽ tích cái tầng trúng độc nhanh hơn này. Sau đó thì cái lượng sát thương mà kẻ địch trúng độc gây ra các bạn ấy nó cũng sẽ được giảm. Thì các bạn tích độc càng nhiều thì các bạn sẽ được giảm sát thương càng sớm đúng không? Ngoài ra ấy, thì như mình đã nói là con Tomiris viện trong 10 giây đi, nó sẽ bắn được là 10 phát rồi con Herman ra được 12 tầng sách độc, như vậy chúng ta có 22 tầng. Như vậy thì sau cái lượt ra skill đầu tiên con Boudica, cái cặp cung Herman Boudica này nó đánh thường thêm khoảng 3 phát nữa là các bạn đã có thể ra được cái chiêu chuyên môn này rồi. Thì đến đây ấy, mình nghĩ là chắc là Herman Tomiris gần như là cái cặp bắt buộc các bạn phải sử dụng luôn ấy. Chứ mình không nghĩ là các bạn có thể sử dụng Herman với con tướng khác mà phát huy hiệu quả cao của chiêu chuyên môn được. Tại vì nếu mà anh em mà đánh nhấp nhả ấy, mà đến cái lượt ra skill thứ 3 ấy, các bạn mới ra được cái thừa dịp truy kích này thì tôi thấy là quá lâu nha anh em. Tại vì trong cái KVK vừa rồi mình đánh với 2605 ấy, nói thật luôn là đôi khi mình chỉ ra skill được có 1-2 phát thôi là bắt đầu là phải chuột rút rồi. Nói chung là cái skill này công bằng mà nói thì tôi nghĩ là kết hợp với Tomiris thì sẽ cực ngon. Còn nếu mà không kết hợp với Tomiris thì chúng ta cần phải chờ xem nó như thế nào. Tiếp đó là có một số bạn là cũng thắc mắc là không biết là liệu cái trúng độc của con Herman này nó có hoạt động giống cái đại đế của con Sargon không. Thì hiệu ứng đại đế của Sargon ấy thì vị tướng này sẽ gây một cái tầng đại đế cũng khiến kẻ địch nhận thêm sát thương kỹ năng. Tuy nhiên thì Sargon ấy, khi các bạn kết hợp Sargon với những con tướng có khả năng đánh lan ấy,
thì cái sát thương kỹ năng gây ra từ con tướng đánh lan nó cũng sẽ cộng dồn hiệu ứng đại đế luôn, kể cả là tướng sát thương kỹ năng AOE. Nhưng mà cái hiệu ứng trúng độc của Herman ấy thì mình không nghĩ là nó kết hợp với Gia Cát Lượng, thì khi Gia Cát Lượng ra skill kẻ địch cũng trúng độc đâu, mà chỉ có khi các bạn kết hợp với con Tomirid mà thôi nha. Quay trở lại với bộ skill của Herman thì còn một điều nữa chúng ta phải nắm rõ, đó là cái thừa dịp truy kích này nó sẽ được tính như là một cái kỹ năng chủ động, thì như vậy các bạn có thể kích hoạt được cái điểm tài năng hồi sinh của nhánh kỹ năng cũng như là nhánh hỗ trợ để các bạn có thể hồi được nhiều nộ hơn. Và anh em có thể thấy là chiêu 4 của Herman ấy nó hoàn toàn không có tăng tỷ lệ các bạn gây hiệu ứng trúng độc nha. Đây là cái mức skill ấy mà mình nghĩ các bạn có thể sử dụng tốt với Herman, đó là các bạn mắc chiêu 1, mắc chiêu 2, mắc chiêu 3 và chiêu 4 các bạn có thể để cấp độ 1 là mình thấy tương đối là ok. Tại vì nếu mà anh em không có Tomirid ấy, mình không nghĩ là các bạn mắc con Herman này nó sẽ mang lại quá nhiều giá trị. Đương nhiên là mắc nó sẽ mạnh hơn đúng không? Nhưng mà nếu mà anh em không có Tomirid, anh em có thể lên Herman 5551 các bạn kẹp với những con tướng có khả năng đánh lan như là Zsongzi, Nebu, Gia Cát Lượng, mình nghĩ khá là ok. Hôm nay ở trong game thì các bạn cũng có cái sự kiện vòng quay may mắn luôn. Và với việc mà Herman sắp ra mắt ấy, thì các bạn cũng cực kỳ đắn đo khi mà quyết định quay cái vòng quay lần này. Lần này thì anh em đa số là anh em phân vân giữa Gia Cát Lượng với Herman. Chứ còn nếu mà so sánh giữa Boudica với Herman ấy, thì tôi thấy là nó hơi lạc quẻ quá. Tại vì dù sao thì con Herman các bạn có khả năng debuff ngon này, các bạn có khả năng đánh lan, thì mình thấy là nó đã vượt trội hơn so với khả năng đánh đơn mục tiêu của Boudica rồi. Nên là có lẽ là đa số anh em thường sẽ phân vân giữa Gia Cát Lượng với Herman, đó là liệu nên lên vị tướng nào, hay là Gia Cát Lượng với Herman ấy, thì đâu là vị tướng mạnh hơn. Thì mình nói luôn đó là dưới suy nghĩ của mình thì Gia Cát Lượng là vị tướng mạnh nhất, thậm chí là tôi đánh giá là mạnh nhất game hiện tại luôn. Tại vì nó có thể đánh đồng được này, Gia Cát Lượng các bạn đem ra rally với Henry được đúng không, các bạn đem đép đèo, đép công trình với Dido được, các bạn đánh đồng với bất kể một con cung nào cũng được. Thậm chí ở trong những cái map mà có bí vật ấy, các bạn đổi Gia Cát Lượng sang bộ hoặc là kỵ ấy, thì người ta vẫn dùng Gia Cát Lượng rất là nhiều. Nên là nói không ngoa thì Gia Cát Lượng là vị tướng mạnh nhất game thời điểm hiện tại ấy. Mình thấy là không có gì sai hết á. Tại vì bộ skill của Gia Cát Lượng đánh vòng tròn 5 mục tiêu hệ số 2000, các bạn lại còn có thêm hiệu ứng võ hầu nữa. Và khi mà cái hiệu ứng võ hầu này nó kích hoạt chiêu 4 ấy, các bạn lại gây thêm một cái vòng tròn với sát thương là 1500. Đó, tổng sát thương của Gia Cát Lượng vòng tròn ấy nó đã lên đến tầm khoảng 3500 rồi, là một cái lượng sát thương mình nghĩ là lớn nhất game ở thời điểm hiện tại, mà lại còn là AOE nữa. Đó, nên là nếu mà anh em mà so sánh Gia Cát Lượng với Herman ấy, thì mình nghĩ là Gia Cát Lượng vẫn là vị tướng mạnh hơn. Một yếu tố vui nữa mà anh em hay nói ấy, đó là tại vì Rise Kingdom ấy là một con game tới từ nhà phát hành Trung Quốc đúng không? Mà Trung Quốc thì Gia Cát Lượng Khổng Minh Tiên Sinh là cái người gọi là nổi tiếng nhất, mạnh nhất rồi, làm gì có chuyện thua cái ông Herman được, mình thấy nó là điều hợp lý. Nên là nếu mà anh em là những người chơi mà theo cái dạng gọi là giá trị, tức là các bạn đầu tư con tướng gọi là mạnh nhất thôi ấy, thì mình nghĩ là lên Gia Cát Lượng vẫn hợp lý hơn. Còn nếu các bạn có một chút hơi hướng giống mình đi, mình thì mình là một người chơi thích lên những vị tướng mới, tức là ví dụ cả hai vị tướng đều mạnh thì mình sẽ ưu tiên con tướng mới hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà mọi người đang còn cầm những con tướng cũ ra đánh đồng ấy, thì lúc đó các bạn cầm tướng mới ra, cảm giác nó sẽ khác hoàn toàn các bạn, cái trải nghiệm các bạn sẽ khác hoàn toàn. Xong kiểu người khác sẽ thắc mắc là liệu bạn chơi con tướng đấy có ngon không, nó suy nghĩ là nó khác liền. Nên là nếu mà anh em mà thuộc cái dạng mà thích tướng mới ấy, tức là anh em không quá quan trọng là Gia Cát Lượng nó mạnh hơn con Boudica hay là mạnh hơn con Herman bao nhiêu phần trăm, mà anh em chỉ quan tâm tướng mới, thì mình nghĩ là lên Herman cũng được. Sau đó các bạn có thể lên Gia Cát Lượng, tại vì đằng nào các bạn cũng phải lên Gia Cát Lượng thôi, tại vì tướng này nó quá mạnh. Đó, ngoài ra thì Gia Cát Lượng còn có một cái vai trò cũng cực kỳ quan trọng nữa, đó là kéo man rợ cho anh em. Mình vẫn dùng Gia Cát Lượng kéo man rợ rất là ngon, anh em thích kéo man rợ thì cũng nên triệu hồi Gia Cát Lượng. Đó, không biết là cảm nghĩ của anh em như thế nào về Herman thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới nha. Và anh em thử cho mình cảm nghĩ là liệu nếu mà các bạn đứng giữa lựa chọn là Gia Cát Lượng với Herman thì các bạn sẽ lựa chọn lên mắc vị tướng nào. Ok anh em, và chúc anh em có những cái giây phút giải trí buổi trưa vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.